Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video sáng nay thì Nhật xin phép được cập nhật đến cho các anh một bộ dàn âm thanh nghe nhạc thuộc phân khúc bình dân. Thì trong cái combo này thì Nhật sẽ có phối ghép với một con amply Marantz 54D ha. Và phía bên trên này thì sẽ có là một cái đầu MD kim dạy mã của CD Sony GE 700 ha các anh. Thì đây là một cái combo khá là bình dân nè. Song song đó thì Nhật sẽ có phối ghép với một cặp loa BSB Alpha T1 ha. Thì đây là một cái mẫu loa cột của Canada. Thì trong video này thì Nhật sẽ test cái âm thanh để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo. Và những cái thông số kỹ thuật cũng như là cái tình trạng thì Nhật sẽ để cập nhật ở bên dưới phần mô tả ha. Nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm cái bộ sản phẩm này thì có thể mở cái phần mô tả ra để xem cái thông số kỹ thuật cũng như là cái bộ phối ghép này với bao gồm những cái vật liệu gì ha. Thì trong nguyên cái combo này thì Nhật sẽ tặng kèm theo cho các anh đầy đủ dây loa cũng như là dây AV và dây optical ha, để các anh về chỉ cần việc đấu nối vào và nghe thôi chứ không cần phải mua sắm thêm thiết bị gì. Thì cái combo này thuộc cái phân khúc bình dân nên là Nhật thấy cũng rất là thích hợp cho những cô chú anh chị nào mình mới tập chơi, mới tập nghe nhạc cũng như là mới tập chơi audio. Thì cái bộ này nó rất là rẻ cũng như là nó đáp ứng khá là tốt cái không gian nghe nhạc giải trí âm thanh gia đình của các anh. Thì cái bộ này vừa rẻ và các anh mình mới chơi thì có thể mua cái bộ này về để mình nghe, mình trải nghiệm trước trong cái khoảng thời gian đầu ha. Thì nguyên cái bộ combo như thế này gồm một CD, một đầu MD kim dạy mã và một cặp loa. Thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá nguyên combo là 14 triệu và Nhật sẽ tặng kèm theo cho các anh đầy đủ dây nhợ ha. Rồi thì tiếp theo thì Nhật sẽ làm một cái đoạn video test âm thanh để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tiện tham khảo ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái combo này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Dạ rồi thì sau đây thì Nhật sẽ lên một cái đoạn video để test cái âm thanh về cái bộ sản phẩm này. Dạ rồi, Nhật xin mời mọi người ạ. Trong quá khứ, giấc mơ này đã
sẽ là tốt hơn. Em sẽ tìm quên trong những đêm lạnh giá. Em sẽ tìm ra cho mình một lối thoát. Chính em sẽ đau, sẽ không trông vô vọ. Chính em sẽ xóa ký ức của ngày xưa. Trái tim này đau, đau chết theo ngày tháng, chết theo thời gian, in hẳn trong quá khứ. Giấc mơ này đau, đã vỡ tan thật rồi. Để em rời xa, ngày sẽ là tốt hơn. Em sẽ tìm qua trong những đêm lạnh giá. Em sẽ tìm ra cho mình một lối thoát. Chính em sẽ đau, sẽ còn trong vô vọng. Chính em sẽ xóa ký ức của ngày xưa. Chính em sẽ đau, sẽ không trong vô vọng. Chính em sẽ xóa. Dành những